Tụ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tình đẹp chàng khờ của nhà văn Hồ Trường An Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 2 Tập cuối Từ đó hễ có rảnh rang tân chở vợ đi thăm vợ chồng chú hiền vợ chồng chàng trở nên tương đắc với thím hiền và cô nhung chàng nhận thấy thím không phải là hạng húng hiếp hay hắt hủi chồng lúc nào thím cũng ôn tồn và âu yếm chồng thường hỏi han và săn sóc chú thím vỗ về âu yếm thằng con khờ cũng như thằng con lai chiều chiều mát trời hai vợ chồng chú hiền dắt hai con đi dạo khắp khu lòng chảo của phố chợ nhưng nếu trong lúc đi dạo hệ thấy bóng dáng những chàng trai trẻ là thím gọi ơi ới để hỏi hàng tán dốc những lúc đó cặp mắt ướt rượt của thím đưa qua đưa lại đầy hầu ý lẳng lơ tần có lần hỏi chú hiền ở đây vui không chú thím có làm phật ý chú không chú hiền mở tròn mắt ngạc nhiên ở ở đây vui lắm chú chẳng gặp ai giận dữ đối với vợ chú cả mà sao Tân lại hỏi thiếm của Tân có làm Phật ý chú không? Vợ chú là người đàn bà có giáo dục, luôn luôn chịu chuộng chú từng cái nhỏ nhặt. Từ hồi nào tới bây giờ thiếm của Tân vẫn trước sau sau vậy? Dĩ nhiên Tân tin rằng chú Hiền hạnh phúc, nhưng chàng vẫn không khỏi nghi nan rằng thiếm Hiền chỉ làm màu với chồng để dễ bề dụng trộm tình ngoài. Một hôm, thiếm Hiền thổ lộ với vợ chồng Tân nếu tôi không thật bụng yêu thương chú của tân thì tôi đã bỏ đi rồi tôi yêu thương chồng tôi theo cách của tôi vợ chồng tôi lúc đầu gối tay ấp luôn luôn nồng mặn tôi không giả bộ đâu và thím nhấn mạnh tôi có chơi bài chút chút nhưng tôi cho con bạc vay tiền bằng cách bắt họ cầm tạm vòng vàng nhà tôi còn chứa bài để lấy sâu tiền lương thợ bạc của chú hiền có là bao vì là hạng đàn bà tò mò vợ tân đời nào tin trọn vẹn những gì mà chú hiền và vợ chú tiết lộ nàng lân la thân mật với cô nhung để nắm bắt thêm một số bí ẩn trong cuộc sống lứa đôi của chú hiền chao ơi là cô gái già quan tưởng hay theo dệt cho mình biết bao quyền thoại rực rỡ qua miệng cô ta đàn ông nào lỡ tiếp xúc cô ta sẽ không thể nào tránh khỏi cái hấp lực của cô đã vậy cô ta hay bươi móc cái xấu của kẻ này hay các lầm lỡ của kẻ khác để rồi khích bác mạ lị đủ thứ Vậy mà khi nhắc tới tím hiền Cô ta thở dài Tội nghiệp chị hiền à Kể ra chị ấy cũng là người tốt à, Biết thương yêu chồng Vợ chồng Tân bàn hoàng Cái cô Nhung có cái tật Nói ba voi không đầy bát nước sáo kia Hãy nói mười chuyện chẳng có chuyện nào thật Hoặc chẳng có chuyện nào hoàn toàn thật Miệng lưỡi độc địa của cô Bóp méo sự thật một cách tinh vi Bởi đó chẳng ai dám tin cô Đã vậy con người thích chê bai thích dở dối những bí ẩn của kẻ khác để làm thỏa mãn căng tính ác độc như cô càng làm cho người lỡ tiếp xúc phải ngại ngùng không dám gần gũi cô lâu vậy mà thím hiền vẫn giao du thân mật với cô tin cậy cô và cô ta không bao giờ nói xấu thím không bao giờ tiết lộ một phần nhỏ cái bí ẩn trong đời sống lứa đôi của chú hiền cho nên vợ tân chẳng hiểu biết gì thêm nàng lại thích đoán già đoán non còn tân qua một trực giác thâm sâu Chàng biết rằng hệ mình càng đoán càng rời xa sự thật Vợ chồng chàng vẫn tiếp tục lui tới vợ chồng chú Được họ tiếp đãi một cách quý trọng ấm áp Chú Hiền bao giờ cũng vậy Làm việc không hở tay Nhưng chính vợ chú sắp đặt mọi việc Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp và sạch bóng Hai đứa con luôn quấn quýt bên cha Thiếm lúc nào cũng ngọt ngào Mềm mỏng với chồng Thật tình đôi lúc Tân quên bẵng Vụ ngoại tình của Thiếm khi Thiếm còn ở quê nhà Chàng quên bẵng thằng Từ là kết quả cuộc gian dâm của người đàn bà lừa chồng kia Sự săn sóc âu yếm trong gia đình chú Tình bằng hữu chân thành giữa cô Nhung và họ Làm Tân hiểu rằng đây là một gia đình thật sự Có tình yêu thật sự Để hàn gắn mọi rạn nứt nếu có Để trà láng bóng mọi nham nhở nếu xảy ra Tân cũng được mọi người tiết lộ rằng Thiếm hiền gian díu với nhiều viên sĩ quan ở chi khu Với các viên sĩ quan các đại đội địa phương quân với mấy viên tư chức người pháp trong đồn điền cao su nhưng chàng không mấy quan tâm thím không bỏ chồng con để tạo dựng một gia đình khác là một sự hy sinh rồi hôm nọ do lời khẩn khoản mời mọc của vợ chồng tân chú hiền dắt hai đứa con lên bình long ở chơi một ngày sau bữa cơm tối thân mật lũ con của tân và con của chú đi ngủ thì vợ chồng chàng và chú ngồi chung quanh bàn tròn để uống trà và bàn chuyện xưa nay bỗng mặt chú hiền tái ngắt chú lóng tai nghe rồi cả người chú mềm rũ xuống như bó cải trụng nước sôi Chú khóc nứt lên Cũng có, có tiếng nổ lòng trời lỡ đất Thiếm của tần quá thành cho than Không kịp khâu kêu khóc la hét gì cả Tội nghiệp vợ chú lắm Tân ơi Sáng hôm sau Tân tháp tùng chú hiện Đưa ba cha con chú về Lộc Ninh Tới nơi chàng mới được bà hàng xóm cho hay rằng từ lâu thím hiền có gian díu với tên đại đội phó trong một đại đội địa phương quân đóng ở sớm bưng trong dịp viên đại đội trưởng về dự cuộc họp ở phòng hành quân do tiểu khu bình long tổ chức viên đại đội phó kia đem thím hiền vào doanh trại đại đội của mình để hú hí ai dè toán canh gác sơ hở để cho một tên đặc công chui vào tung pháo dù vào căn hầm chìm của viên đại đội phó kia biến cặp gian phu dâm phụ thành hai cây thịt cháy đen may mà có người lính nghĩa quân liều chết vật lộn với tên đặc công kia giết chết được hắn để cứu nguyên cả đại đội ông đại đội trưởng trưa hôm sau về tới vốn người thông cảm ông yêu cầu ông quận trưởng kim chi khu trưởng giấu nhẹm chuyện thông dâm tác tệ ấy để báo chí khỏi khai thác những vụ án tình gây cấn và nhất là để chú hiền khỏi đau lòng chú hiền nhận xác vợ về chung không cần hỏi vì sao mà vợ mình chết chú khóc lóc thảm thiết hôm làm lễ hạ quyệt thiêm hiền chú xỉu dài trong tay của tân Tân cũng thừa biết rằng dù ai có tiết lộ chuyện ngoại tình của Thiếm Hiền cho chú nghe Vậy tất chú tin ngay Mà dù chú có tin đi nữa Nhưng chắc chắn chú sẽ không nghĩ rằng Vợ mình làm như thế là hư đúng Là sỉ nhục chồng Và làm bại hoại gia phong Và chắc chắn không gì đó Mà tình yêu của chú đối với người đàn bà đó Suy xuyển mãi mãi Tân không hiểu chú Hiền làm cách nào Để vừa gánh việc mưu sinh Vừa có thời giờ săn sóc nhà cửa và con cái Thằng hậu đứa con khờ Tuy không biết nghe không biết nói Nhưng cũng hiểu những bộ điệu ra dấu của cha Còn thằng Từ thì lúc nào cũng quyến luyến bên cha Chú Hiền làm mọi việc không hở tay Mặt không hề có sắc mệt mỏi Nụ cười lúc nào cũng tươi tắn và ấm áp Sắc mặt vẫn điềm đạm Vẫn sáng lầu lầu như gương Chú làm việc từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm Cử chỉ vẫn thông dong nhẹ nhàng Đến thăm chú tần cảm thấy mình được lây cái thoải mái Phơi phới của chú thấm lây Chú vẫn thích nhắc lại cuộc sống lứa đôi của chú. Toàn là những kỷ niệm đẹp. Đời lúc Tân tự hỏi. Có lẽ qua cái nhãn quan thù thắng và qua sự chiêu của chú Hiền. Cuộc đời toàn phơi bày những góc cạnh đẹp. Vợ của Tân qua niềm thông cảm lai láng thường bảo chồng. Không biết mình nghĩ sao. Chứ theo em thì thiếm Hiền không phải là người đàn bà hoàn toàn xấu xa. Dù thiếm dối gạt chồng để ngoại tình. Bên cạnh các cuộc phiêu lưu tình ái điếm nhục kia. Hiếm còn có những nỗi u quẩn riêng Một tấm lòng yêu chồng thật sâu sắc Cứ xem lúc chú Hiền nói tốt về vợ Em không tin rằng chú bịa đặt Con người thuần hậu và chất phát như chú Làm sao có thể bịa đặt những kỷ niệm lý thú như vậy được chứ Tân hoàn toàn đồng ý với vợ Chàng lại còn nghĩ thêm rằng Nhất định chú Hiền chẳng những không bịa đặt Mà chú còn biết nhìn sâu vào tâm hồn của vợ Một cách tuyệt vời Mà người khác vốn mang thành kiến và tự ái Không thể nào tìm gặp cái quý báo tìm phục Ở trong tâm hồn đó Chàng bàn hoàng khi nghĩ tới cái nhìn Của một con người đơn giản như chú Hiền Thì ra tâm hồn đơn giản là một lớp nước trong vắt Để cho thiện căn hiển lộ một cách dễ dàng Và hơn thế nữa Nó như hơi nắng ấm Xua tan những lớp xương đục của thành kiến Những lớp mây mù của tự ái Để cho mặt trời thiện căn chói lọi quy hoàng Cô bà của Tân năm xưa vì tự ái được ngụy trang bằng cái danh giá hảo quyền của gia tộc vì thành kiến xấu đối với thím hiền vì chủ quan cho những điều suy luận của mình là đúng nên cô buộc tội thím gắt gao cả những người trong họ hàng của tân cũng thế họ chỉ nhìn được cái khía cạnh lẳng lơ dâm đạn của thím hiền họ chỉ thấy cái dung túng kỳ quái của chú hiền đối với sự ngoại tình của vợ còn những cái bí ẩn tuyệt vời trong cuộc sống lứa đôi của chú thì làm sao họ thấy được và hơn nữa nếu họ thấy được nhưng họ không chịu mở tấm lòng thông cảm nhiệm màu đối với thím hiền dù rằng Thiếm Hiền đã chấp nhận hoàn cảnh sống bên cạnh người chồng Mà mọi người đều chê đó là thằng ngốc, thằng khùng Đôi lúc Tân đặt lại vấn đề Nếu cô ba của chàng hoặc những người chị họ, em gái họ của chàng Lỡ gặp một thằng chồng mà kẻ lân lý Người họ hàng đều chê là ngu đần, dại dột Thì họ sẽ đối xử với người chồng ấy ra sao? Chàng thường đem vấn đề đó ra bàn với vợ Nàng siết chặt đầu chồng lên bộ ngực căng tròn và mềm mại của mình bảo chưa chắc họ chịu ăn đời ở kiếp với chồng và chịu đối xử ngọt ngào tử tế với chồng họ biết đâu họ không có cái chiêu cảm đặc biệt như là thím hiền theo em có lẽ thím đã bắt gặp ở ông chồng ngốc nghếch của mình một ưu điểm gì để thím tiếp tục ăn ở với chồng mà không bao giờ có ý định thoát ly ra khỏi gia đình em không tin chỉ vì tấm lòng trắc ẩn mà thím cam chịu làm vợ chồng ngốc cho tới chết đâu rồi sau đó một năm một hôm Cô Nhung đi Bình lòng ghé thăm vợ chồng Tân Tôi cho thầy giáo cô giáo rõ Tôi vừa dọn về ở chung danh hiền được hơn nửa năm nay Tôi muốn phụ ảnh săn sóc nhà cửa và thằng hậu Thằng tự tuy đã 10 tuổi rồi Nhưng nó có biết săn sóc anh nó đâu Vợ Tân mừng lắm hỏi Vậy là cô và chú Hiền tuổi này chính thức kết hôn rồi chứ Cô Nhung đắc ý bảo Tôi đã dọn cái tiệc nho nhỏ để đãi đàn bà con trộm sớm Bởi tuổi này chấp nối với nhau chẳng cần nghi lễ rườm rà cho phiền phức và tốn kém vợ tân ân cần mời cô nhung ở lại dùng cơm trưa hai vợ chồng chợt thấy dạo này cô ta có vẻ vui tươi cởi mở hơn trước dốc mình cô không còn khô khan như xưa cái tươi mát dịu dàng làm cô xinh tươi hẳn lên lạ một điều là cặp mắt có trồng trắng vàng ngầu và cặp môi xám xịt của cô không còn nữa trong mắt cô sáng ướt cặp môi cô mọng thấm mái tóc cô uống kiểu thích hợp với khuôn mặt lại được chăm sóc nên dốc tóc vẫn ống rợn trời ơi đất ạ à, cô đẹp hẳn lên niềm lạc quan chói ngời lên khóe mắt và nụ cười cô không sao che giấu được cô nhung bảo một cách văn vẻ chị hiền là kẻ có lòng tiếc thay chị ấy không trao trọn vẹn tâm hồn cho chồng chị ấy chỉ dành cho chồng ba phần tư tâm hồn còn một phần tư chị ấy bị miệng lằn lưỡi mối chi phối nên chị ấy không hạnh phúc tuyệt vời tôi thì khác Tôi yêu anh Hiền bằng tất cả tâm hồn tôi Một khi tâm hồn tôi hòa tan vào tâm hồn anh ấy rồi Thì tôi nhiễm lây cái tươi mát nhiễm màu của tâm hồn anh ấy Tôi biết rằng tôi đã có cuộc sống thứ hai Lột xác thành một mẫu người mới Vợ chồng Tân nhìn nhau Cô Nhung mà lột xác thành mẫu người mới Không Cô chỉ có vài thay đổi khả quan ở thể chất Tật ba qua chích chòe của cô vẫn còn Một kẻ quan tưởng như cô Nếu có nói lời gì thì cũng khó có người tin cũng vậy một kẻ lan chạ và ưa ngoại tình như thiếm hiền mà nói rằng mình yêu chồng thì chỉ tổ làm chối tai người nghe nhưng mà sao cô nhung không hề đã kích thím hiền không hề tiết lộ gì về những cuộc phiêu lưu tình ái của thiếm hiền trái lại cô chỉ nhắc nhở thiếm qua những khía cạnh tốt mà thôi giữa ba người tức là vợ chồng chú hiền và cô phải có một sự thông cảm một sự thỏa thuận hoặc tương nhượng gì đó để họ thành thật yêu thương kính mến nhau chứ trong lúc Tân đi xa cam thăm bạn bè Vợ Tân bị ốc tò mò hành hạ từ bấy lâu Về chuyện chăn gối của vợ chồng chú Hiền Nên tìm cách gợi chuyện cô Nhung Cô vợ mới của chú mắt lấp lánh bảo Chị Hiền không hiểu rằng mình đã kết hôn với một kẻ thơm tho tinh khiết như anh Hiền Nên chị ấy không hoàn toàn hạnh phúc Chắc ít ai biết hơi thở anh ấy thơm ngát mùi hoa sen Trong lúc ân ái anh ấy toát ra một thứ mồ hôi thơm đặc biệt Khi tôi về làm vợ anh ấy dốc mình tôi khô khan thô tháp da trên mình nó cũng như da mặt giống như vỏ cây khô tóc tôi cứng như dây cước nhưng sau đó một tuần tôi lấy làm kinh ngạc biết bao da tôi trơn mát dốc mình tôi thon gọn còn tóc tôi ống mịn như tơ tôi có cảm tưởng mình như con cốc lột vỏ xấu xí càng tuyệt vời hơn bầu tâm cảnh tôi được trong mát không ngờ thì ra cái ống mịn của thể chất anh ấy nhất là bầu tâm cảnh sáng làu lầu và ngọt mát như nước suối của anh ấy thấm sang tôi có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao cái bầu tâm cảnh của anh ấy không thấm sang bầu tâm cảnh chị Hiền Mà chỉ thấm sang bầu tâm cảnh của tôi Sau đó tôi mới hiểu rằng Bởi vì tôi mở tấm lòng trọn vẹn ra yêu anh ấy Còn chị Hiền chỉ yêu anh ấy một phần nào mà thôi Vợ Tân bảo Thiêm Hiền được cái tươi mát của thể chất chú Hiền thấm sang thể chất của mình Thì mấy lúc nào mà chẳng tươi mát nuột nà Cô Nhung thở dài Tội nghiệp chị ấy Tụi tôi thường tụng kinh địa tạng và kinh cầu siêu cho chị ấy luôn Thiếm hiền chết đã hai năm Song song với chuyện điếm nhục dưới nhãn quan của những kẻ quen biết Ở Lộc Ninh hay ở Vĩnh Lộc Thiếm vẫn sáng rực mãi trong ký ức của chồng Thiếm và của cô Nhung Cả ba đã buông rủ tấm màn huyền ảo Và cực kỳ quyến rũ lên cõi mường tượng của vợ chồng Tân Biết đâu Thiếm dối gạt chồng để ngoại tình Nhưng ai cấm Thiếm thành thật yêu chồng tìm được những phút cực lạc mặn nồng với chồng và đã cho chồng những phút ái ân tuyệt diệu. Và biết đâu cô Nhung khi nói về chính mình toàn là bị đặt. Nhưng khi nói về thím hiền lại là những điều có thật. Làm sao Tân quên được một người xinh đẹp, duyên dáng như thím mà không thể kiếm một tấm chồng sáng giá trong giới trung lưu một cách dễ dàng. Sau đó 2 năm tức là sau cái chết của thím hiền 4 năm thì thằng hậu chỉ bị bệnh cảm mạo soạn mà lìa đời chú Hiền và cô Nhung khóc lóc thảm thương Rồi cô Nhung có thai sanh được một trai Liên tiếp hai năm sau cô sanh thêm hai đứa con gái nữa Vợ chồng Tân hay rảnh ràng là đến thăm chú Hiền Nếp nhà chú dưới bàn tay sắp xếp của cô Nhung Chẳng những sạch sẽ và gọn gàng Mà còn thêm phần mỹ thuật Cô Dung đẹp trội hơn xưa nhiều Càng chữa đẻ Máu huyết cô càng thay đổi Nên cô mơn mởn nuột nà Hồi nào cô chê bai đàn ông Ở quận lỵ này đủ thứ cái dở cái tội Giờ đây cô làm vợ chàng khờ một cách tỉnh bơ Chẳng những không mặc cảm Mà lại ra vẻ đắc ý nữa Niềm hạnh phúc gột rửa đi Vẻ cay cú ác độc trên mặt cô Đem lại cho cô cái dung quan hiền diệu và sáng lạng Còn chú Hiền vẫn nói những điều khó hiểu Vẫn nhắc nhở người vợ trước Và đứa con khờ đã quá cố Bằng lời triều mến thiết tha Tuy nhiên Tân biết Chú đã tìm được hạnh phúc bên cô Nhung cô ngọt dịu với chú săn sóc chú có phần hơn cả thím hiền cả hai đối xử với thằng từ cũng như con ruột vợ tân bảo chồng chú hiền và cô nhung là một cặp đẹp đôi tân trả lời gọn tốt lắm anh không ngờ khi cả hai ráp lại thành một gia đình hạnh phúc đứa con trai tên là khang có khuôn mặt giống mặt chú hiền nhưng thần sắc lanh lợi và thông minh hơn đứa con gái lớn tên cẩm vân giống cô nhung nhưng nó trắng trẻo hồng hào hơn Mái tóc thật mềm Đứa con gái út tên Cẩm Châu thì giống cha Thanh tú hơn chị nó Nhưng không có vẻ linh hoạt như chị nó Chúng nó bám theo thằng Từ Thằng Từ hãy rảnh rang là phụ cha mẹ săn sóc các em Năm đó nó ngồi lớp đệ tứ Chiến cuộc dồn dập xảy tới Nào là cuộc tổng tấn công năm Mậu Thân 1968 Rồi mùa hè đỏ lửa 1972 Bình Long, Lộc Ninh Bị làn sóng đỏ ngập tràn bị phi cơ Mỹ quanh tạc và sang bằng thành bình địa. May mắn cho gia đình Tân. Trước ngày đó, vợ chồng chàng đưa con về chân thành để giữ đám ma người cậu vợ. Do đó gia đình Tân đành về Bình Dương định cư. Tân vẫn giữ nghề gõ đầu trẻ, còn vợ chàng thì đành ở nhà lo việc nội trợ. Cũng từ khi định cư ở chỗ mới, Tân không có dịp nào lui tới thăm viếng chú Hiền nữa. Khi Cộng sản chiếm Lộc Ninh, thì gia đình của chú Hiền bị kẹt lại vợ chồng không hy vọng thoát khỏi bom đạn. Rồi đó, sau ngày 30 tháng 4 1975, Tân có dọa tin biết được gia đình chú Hiền ở Lộc Ninh vẫn được an ổn. Số là vừa khi Cộng sản chiếm Lộc Ninh, họ không ở khu phố chợ mà về về sớm bưng, cách khu phố chợ hai cây số. Họ chỉ chịu một trận quanh tạc, sau đó được an ổn, để chăm sóc vườn cây hai mẫu của họ. Ở chỗ lập nghiệp mới, họ trồng lâm chơm, sầu riêng, mít nghệ, mía và tiêu Riêng vợ chồng Tân vẫn ở Bình Dương Phải lo lắng gánh mưu sinh mệt muốn đứt hơi Đâu có hy vọng gì tìm được vàng để chi cho chuyến vượt biên Vào mùa hè năm 1977 Một hôm nọ vợ chồng chú Hiền từ Lộc Ninh xuống thăm Đem theo lâm chôm, mít nghệ làm quà Đôi đàn mừng rỡ ứa nước mắt Tưởng như tái sanh tái hội Vợ Tân khẩn khoản vợ chồng chú Hiền ở chơi càng lâu càng tốt Chú Hiền bảo Tân Tân ơi, chú đến đây để từ biệt vợ chồng Tân và các cháu. Một đêm nọ, chú thấy vợ chồng Tân được một người tự xưng là kẻ làm chung sở với vợ Tân, khuyên vợ Tân lo thủ tục giấy tờ để sang pháp. Đó là người đàn bà mập mạp, trắng trẻo, có có nốt ruồi đen bên mép. Vợ chồng Tân không biết nói sao cho phải. Họ vốn không có quốc tịch Pháp thì mong gì được sang Pháp bằng đường chính thức. Vậy mà sáng hôm sau, bà Bảy Thuận đã từng làm chung với vợ Tân suốt 12 năm rồng trong đồn điền cao su Lộc Ninh. Đó là người đàn bà tuổi ngoại 50, mập mạp trắng trẻo, có nốt ruồi đen bên mép bên phải, đúng như chú Hiền đã gặp trong chim bao. Bà ta hớn hở bảo vợ chồng Tân. Ông Bernard La Moulin, chủ hãng đồn điền cao su ở Lộc Ninh, đã vận động cho các nhân viên ông được sang Pháp Hiện ổng ở đường bà Nguyễn Thanh Quang ở Sài Gòn Ngày mai cháu lên Sài Gòn với cô để gặp ổng Ổng sẽ đưa cả hai đến tòa lãnh sự lo giấy tờ Trong khi vợ Tân chạy lo giấy tờ Thì chú Hiền ở chơi với Tân ba ngày Sáng ngày chót chú sầu thảm bảo Tân ơi Trong giấc chim bao Chú chú thấy cái cảnh vợ chồng chú đưa tiễn thằng từ Của chú tại trạm đưa người đi qua tây vào phi trường tân sơn nhất cũng trong chim bao chú chú nghe thằng từ bảo rằng nó sẽ được đi tây cô nhung bảo nếu được vậy thì mình phải mừng cho nó chứ biết đâu khi qua bên tây nó sẽ tìm cách bảo lãnh vợ chồng mình được theo nó nửa năm sau từ được sang pháp theo diện con lai trước vợ chồng tân hai tháng hôm đưa từ lên xe ca từ trạm đường Phan Đình Phùng vào phi trường Tân Sơn Nhất. Vợ chồng chú Hiền và ba đứa con họ khóc thôi trời sầu đất thảm. Hôm đó vợ chồng Tân cũng tháp tụng gia đình chú Hiền theo đưa tiễn từ từ tức tưởi bảo Tân. Anh Tân biết không? Em đâu muốn xa ba má và các em của em. Có ở đâu sung sướng mà ở trong gia đình. Ba em là người cha xuất chúng. Làm sao em tìm được người cha thứ hai như vậy? Khi sắp bước lên xe ca, tự như mềm người trong cơn khóc. Nó bẹo bạo trách cô Nhung Tại má cứ ép con đi Nên cực chẳng đã con dân lời má Con bí tiệm đâu cơ hội Bảo lãnh ba má và các em qua Tây được Biết đâu con sẽ lưu lạc một mình Ở xứ người Sống chết không ai hay Sau đó vợ chồng Tân mời cả nhà chú Hiền Ghé Bình Dương chơi một ngày Sáng hôm sau chú Hiền mặc buồn giàu giàu bảo Tân Đêm qua chú nằm chim bao Thấy hai cảnh Cảnh thứ nhất bà con họ hàng bên vợ chú lẫn bên chúng mình tiễn chú tại trạm đường phan đình phùng còn ở cảnh thứ hai chú thấy vợ vợ chồng chú tiếp tân tại một căn nhà có khu vườn rất đẹp trong vườn có trồng những cây táo cây lê trái sai đầy cành tân nói với chú tân từ bên mỹ qua thăm mùa đông năm đó gia đình Tân được qua Pháp định cư. Trước hết họ ở tại trung tâm tiết cư tên là Sventrici trong thành phố Clichy thuộc ngoại ô Kinh Đô Ánh Sáng Paris. Sau đó em gái chàng trước năm 1968 có lấy chồng Mỹ và định cư ở Washington DC nên làm giấy bảo lãnh gia đình chàng qua định cư bên đó luôn. Khi lên phi cơ qua Mỹ, vợ Tân hớn hở bảo chồng. Anh có thấy không? Chú Hiền bảo rằng chú chim bao Thấy vợ chồng mình từ Mỹ qua thăm Chẳng lẽ tụi mình về Việt Nam thăm chú Nhất định tụi mình qua Pháp thăm chú Tân tư lự Anh tin rằng chú ấy sẽ được qua Pháp định cư Nhưng bằng cách nào đây Chẳng biết thằng tự có thể bảo lãnh cho cha mẹ nó qua được không Suốt 10 năm vật lộn với cuộc mưu sinh ở xứ người Vợ chồng Tân tạo được một tiệm ăn ở Falls Church Thuộc tiểu bang Virginia Con cái chàng đều tốt nghiệp đại học chàng hầu như quên bẵng vợ chồng chú hiền một hôm nọ tân nhận được lá thư mà tên người gửi là madame nguyễn thảo hiền hồi hộp chàng xé phong bì ra đọc thoà ngày chú thím tân thân mến chắc chú thím ngạc nhiên khi nhận bức thư này hai nhung đây vợ của chú hiền đây vợ chồng tôi qua bên pháp đã tám năm nay rồi không phải do thằng từ bảo lãnh đâu mà do một sự may mắn không ngờ Số là trước đây cha của tôi đi lính commando trong quân đội Liên Hiệp Pháp Lên tới lo ngách tức là thượng sĩ vậy Khi cha tôi qua đời tôi vẫn giữ những giấy tờ của ổng lẫn các quy chương của ổng Nào ngờ chính phủ Pháp sau năm 1975 Còn nghĩ tới những kẻ cộng tác cũ trong quân đội của họ Hồi của chiến tranh Đông Dương Cho nên tôi được tòa lãnh sự Pháp cấp giấy cho nhập cảnh Và giúp đỡ cho tôi làm giấy xuất cảnh sau Hiện giờ tụi tôi cư ngụ ở tỉnh Troyes, thuộc vùng Samban, cách Paris 160 cây số hướng đông. Chồng tôi làm thợ kim hoàng cho hiệu Lupatier, lớn nhất tỉnh Troyes, lương trên 10.000. Còn tôi thì làm ở hãng nhuộm. Thằng Từ đã học ngành y tá và khi tốt nghiệp, được làm tại trung tâm bệnh viện Hút Close gần nhà. Thằng Khang học trường kỹ thuật, còn một năm nữa sẽ ra trường con cẩm dân học trường y khoa ở Grams Con cẩm châu thì học dược khoa cũng ở Grams Grams cũng thuộc vùng Champagne. Trong khi đó Thoa thuộc vùng Ob Hai tỉnh cách nhau cũng cỡ 150 số. Trải qua bao nhiêu thăng trầm sướng khổ Giờ vợ chồng tôi mộ đạo lắm Tháng nào thằng Từ cũng đưa tụi tôi đi dân hương Chùa Khánh Anh ở Petnu Thuộc về ngoại ô Paris Thằng Từ coi bộ muốn đi tu dù nó càng lớn càng đẹp trai Lại có nghề nghiệp vững chắc Có nhiều cô thiếu nữ đeo đuổi nó Vậy sau khi nhận bức thư này Tôi mong chú thím hồi âm cho vợ chồng tôi biết Tin về hoàn cảnh sống của cả nhà chú thím Hè tới tôi ước mong chú thím qua du lịch nước Pháp Xuống giếng vợ chồng tôi Nếu được vậy thì chúng mình mới có dịp hàng quyên Cho thỏa niềm hoài vọng Mến chúc chú thím và các cháu được thân tâm an lạc Thân mến Madame Nguyễn Thảo Hiền Hết chuyện